ra đường mà chỉ cầm có 10k mà vẫn muốn được ăn ngon thì lựa chọn ngon nhất vẫn là Xiên Bẩn. Hôm đó thì mình có ghé xe bán hàng của một cô ở đối diện 175 Chùa Bộc, là một cái xe bán hàng nhỏ thôi nhưng mà xiên nào cô cũng có. Lúc mình đến thì mình vẫn thấy cô đang ăn vội miếng cơm, trời đông thì lại còn rét mướt nữa. Bác nào mà đi qua thấy cô thì có thể ủng hộ cô với nhé. Giới thiệu sơ qua về từng món, mấy cái xiên rau củ như này thì là 10k được 3 xiên, mỗi xiên được tận 4 viên lận cơ. Còn những cái xiên ngon hơn một tí thì là 10k 2 xiên, còn mấy xiên to đùng này thì là 10k 1 xiên. Mình với cả đứa bạn nhanh tay chọn cho mình vài xiên. Đây là còn đi ăn bún trước rồi đấy, chứ không thì chắc gấp đôi như này. Lần nào đi vào quán xiên mình cũng phải tiêu mấy xiên rồi sụn đầu tiên, rồi sẽ khám phá mấy cái xiên lạ lạ giòn giòn như này. Chân ái với mình thì vẫn là xúc xích, ăn nó ngậy nó thơm. Ở đây thì cô có sốt cay ngọt, sốt này thì ăn hơi se cay một tí mà chẳng hiểu sao nhá, mấy cái xiên Bẩn này có sức hấp dẫn với mình dã man ấy. Đi chơi cùng đứa bạn nào đi nữa mình đều rủ chúng nó đi ăn cái này, cái xúc xích trắng trắng mà có nhân ngô ở trong, ăn nó ngọt mà nó thơm cực. Mình chỉ tăm tia cái này mà mình ăn thôi em mọi người, trên ngập dầu mỡ nhưng mà ăn không bị ngấy đấy. Đi ăn xiên mà chỉ toàn có ăn xúc xích thôi, thấy loại này đỏ với cả hấp dẫn quá, cũng phải chén thử vài xiên.